Xin chào cả nhà, đây là cái món khô cá diêu hồng nghi trộn với lại gỏi xài nè cả nhà ơi. Mới vừa làm xong luôn. Hấp dẫn không cả nhà? Nghi làm mà nghi còn chảy nước miếng luôn á. Mới vừa làm xong luôn á. Xoài với lại bao tử heo nè. Rồi nghi chiên khô cá diêu hồng trộn vô nữa. Rau răm. Bá cháy bồ chét luôn cả nhà ơi. Bữa giờ thèm cái món gỏi gỏi xoài khô cá sặc. Mà bữa nay thì Nghi làm cái món gỏi xoài khô cá diêu hồng. Khô cá diêu hồng Nghi chiên bằng là chiên không dầu nè. Trộn lên tại khô cá diêu hồng á, thịt không à. Rồi mình cứ xé để vô nồi chiên quay qua đây gọt xoài. Cứ là xé thịt ra thôi, nó không có xương nên là nhanh. Đang có lòng tim heo nữa. Hấp dẫn không cả nhà ơi, hành phi thì Nghi mua sẵn nó giòn rụm luôn. Lại Nghi trộn với lại muối ớt Tây Ninh đó cả nhà, muối ớt Tây Ninh là nó có tỏi trong đó đó. Nó cay nữa. Chanh đường với lại muối ớt tỏi. Nghi không có làm nước mắm mà Nghi làm muối ớt tỏi nha. Muối ớt Tây Ninh đó có sẵn là Nghi trộn vô luôn. Ngon bá chế bồ chét luôn. Để Nghi ăn một miếng gỏi xoài với cá. Cá mình sẽ xé nhỏ ra. Có tim đây nè cả nhà. Bao tử heo với lại một phần tư của trái tim. Bây giờ Nghi sẽ mời cả nhà ăn thử xoài gỏi xoài khô cá diêu hồng nha. Còn cái bao tử với trái tim là tại vì bữa nay Nghi mua về Nghi luộc á, sẵn có Nghi bỏ vô thêm luôn, chứ bình thường mình chỉ cần làm gỏi xoài là với lại khô cá diêu hồng là đủ rồi nha cả nhà. Nghi mời cô chú anh chị và các bạn ăn thử nha. Nó ngon ngoài sức tưởng tượng luôn cả nhà ơi. Cay cay chua chua ngọt ngọt, quá ngon luôn, xúc sắc ngon quá. Ngon quá. Rất là ngon. Có thêm bao tử nữa, dai dai nữa. Ngon lắm cả nhà. Cả nhà làm ăn thử đi. Hồi lúc trước giờ mình thấy hay làm khô cá sặc, khô cá lóc, bên đây như làm khô cá diêu hồng rất là ngon luôn. Cá diêu hồng thì nó gia vị vừa ăn, không mặn, không cay, không ngọt, rất là vừa ăn luôn. Là mình chỉ cần làm một miếng nước mắm đường tỏi ớt trộn với xoài, rồi mình xé khô cá diêu hồng để vô mỗi miếng rau răm với hành phi nữa là ngon tuyệt vời luôn. Ngon quá cả nhà. Khô cá diêu hồng của Nghi bán á là nó vừa ăn, không ngọt không mặn, rất là vừa ăn luôn, ai ăn cũng khen hết trơn cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn cần mua khô cá diêu hồng thì inbox cho Nghi nha. Mua cái món khô cá diêu hồng này về bằm một trái xoài ra trộn gỏi là ta nói ăn cơm cũng ngon mà nhậu cũng ngon luôn, rất là tiện lợi, không có xương nữa. Ngon quá. Đây bây giờ Nghi sẽ cho ra dĩa. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Cho ra dĩa thì nhìn nó sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn nè. Miếng xoài thì mình phải cắt sợi cho nó đều dài như vậy nhìn nó hấp dẫn. Khô cá diêu hồng ngon không cả nhà ơi? Có bao tử heo nữa, có tim heo nữa, nhưng mà mấy cái đó là chỉ là phụ thôi. Còn đây là cái món chính là gỏi xoài khô cá diêu hồng. Có tỏi, hay lộn hành phi nữa nè. Ngon không cả nhà ơi? Gắp ra dĩa thì còn bao nhiêu đó nữa là hết. Vậy ăn hết một cái dĩa này là khỏi ăn cơm luôn đó cả nhà, no luôn. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn nha. Hay nè, mình gắp một miếng
miếng xoài, miếng khô, miếng rau răm. Ngon, ngon nhất lắm, ngon quá trời luôn. Ngon quá.